Xin chào quý vị, chào các bạn. Bếp nướng ga inox 4 gạo ngắn là chiếc bếp nhỏ nhất trong 6 chiếc bếp nướng ga inox Thái Long mà chúng tôi đã có các video giới thiệu tới các bạn trước đây. Nó thì được rất nhiều các cửa hàng bánh tráng nướng, thịt xiên nướng hay là nem nướng lựa chọn thay cho việc sử dụng than truyền thống. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi mở hộp chiếc bếp này và tìm hiểu xem nó có gì mà lại được nhiều cửa hàng tin dùng đến thế nhé. Đây là hai cái chốt của hai cái thanh nâng hạ giá nướng inox. Còn đây là hai cái thanh nâng hạ đấy. Giờ thì tôi sẽ lắp nó vào máy. Sau đó thì chỉ cần xoáy nhẹ vào như thế này là được. Với cái thanh nâng hạ này thì bạn có thể điều chỉnh lên hoặc là xuống để cho mặt nướng gần hoặc là xa với khu vực họng đốt. Còn bây giờ thì tôi sẽ lắp các cái nắp chắn này lên trên họng đốt. Với những cái nắp chắn này, nó có tác dụng là ngăn dầu mỡ từ thức ăn nhỏ trực tiếp vào họng đốt, gây giảm tuổi thọ của họng đốt mà cũng hạn chế được lửa bùng lên gây cháy thức ăn. Còn đây là mặt nướng của bếp. Nó được làm toàn bộ bằng inox rất dày dặn và cứng cáp. Nó có kích thước chiều dài khoảng 50cm và chiều rộng khoảng 25cm. Và tất nhiên rồi, để sử dụng nó thì ta sẽ cần một bình ga. Có một lưu ý nhỏ là các bạn sẽ phải sử dụng van ga gia đình dạng đĩa. Còn với cái van ga công nghiệp dạng chuông ấy thì sẽ không sử dụng được với chiếc bếp này đâu. Khi mà đã chuẩn bị xong hết mọi thứ thì việc cần làm bây giờ là ta chỉ cần kết nối cái van ga này với đầu chờ ga của bếp và bình ga là có thể sử dụng được ngay. Nhìn chung ở chiếc bếp này thì tất cả hệ thống họng đốt của nó đều là họng đốt hồng ngoại, nên các món ăn khi nướng sẽ được chín một cách thơm ngon. Và điểm đặc biệt ở các giá đốt này là lượng ga khi đốt sẽ được cháy sạch, cháy triệt để, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm là các món ăn khi nướng sẽ không bị ám mùi của ga. Bếp được cấu thành 100% từ inox dày dặn, cứng cáp, chống rỉ sét rất tốt, dễ dàng vệ sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Như tôi đã nói ở trên thì mặt nướng của chiếc bếp này có kích thước chiều dài khoảng 50cm, chiều rộng khoảng 25cm. Tương ứng với đó thì kích thước cụ thể của bếp tôi sẽ thể hiện trên màn hình. Với kích thước như thế này thì bạn sẽ có thể nướng được khoảng từ 2 đến 3 chiếc bánh tráng trên một mẻ và có thể di chuyển nó đến các lễ hội hay là các hội chợ một cách cực kỳ là dễ dàng. Và một điểm đặc biệt nữa là chiếc bếp này có mức giá rẻ nhất trong tất cả các mẫu bếp nướng ga inox mà chúng tôi đã từng giới thiệu tới các bạn. Vậy nên nó sẽ rất phù hợp với những bạn nào mà mới kinh doanh. Và để đặt mua cũng như là tìm hiểu thêm về chiếc bếp này thì các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại 0896 905 905 hoặc truy cập website maythailong.com. Cũng đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Máy Thái Long để đón chờ các sản phẩm mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.